Xin chào các bạn. Chiều nay Tân và bạn Cúng Lê Tân có đi quay về quê mà. Và Tân thấy ở đây có cây cầu khỉ. Ở quê Tân rất là đẹp. Và có điều đặc biệt là bạn Cúng nhà Tân này, bạn rất là thích đi cầu khỉ nha mọi người. Cây cầu khỉ này bắt ngang qua sông, nó chiều dài của nó khoảng 20m. Và được bắt bằng những thanh gỗ chàm Đà Lạt. Đây là một trong những nét đặc trưng của người miền Tây quê mình. Là do vùng này là có sông Ngòi, kênh Rạch Chà Đặc á, nên để thuận tiện cho việc qua lại giữa những cái con sông thế này thì người dân đã sáng tạo ra cây cầu khỉ. Và bây giờ Tân và bạn Cúng sẽ cùng nhau đi qua cây cầu khỉ các bạn xem nha. Rồi, bây giờ Tân sẽ dẫn bạn Cúng Tân đi cho các bạn xem. Để Tân chỉnh cái máy lại đó. Rồi, chú mày, mình đi chú mày. Đúng không? Đúng không? Ô, giỏi quá. Tới luôn, tới luôn chung, tới luôn. Tới luôn. Ô. Đây là cây cầu khỉ các bạn. Sẽ có 3 nhịp, 2 nhịp dẫn và nhịp chính giữa. Nhịp chính giữa như thế này là để mỗi khi có ghe tàu thuyền lớn đó, ghe lớn đi ngang á, mấy cắt máy xuống người ta sẽ dỡ lên để cho có thể là thông qua được. Cảnh rất là đẹp các bạn. Cảnh này cảnh quê trên ruộng mình. Đây ngã ba. Đó có một cái phà để người ta chở xe ông đao vào. Qua bên đó có nhà nữa. Để cái lạnh này. Thôi về con ơi, đi. Về. Đi luôn. Đi. 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 Về nè. Nhìn chung. Đây là cảnh quê. Nhớ con. Thế này. Thế này.